em ơi, em đâu rồi? Hãy vén cái màn ánh sáng ra để nhìn em xem nào. Em đứng yên thôi, đi lên đây vài bước cho anh. 2, 3, 4 dừng lại. Rồi. Mặt tươi cười rạng rỡ lên. 4 cái ghế quay lại mà. Muốn khóc hả? Khóc đi. Không khóc này phải cười. Ha ha ha. Cho anh. Vui không? Em vui không? Có. Rồi tốt. Em tên gì? Em tên là Nguyễn Đức Phúc ạ. Đến từ Hà Nội đúng không? Vâng ạ. Em bao nhiêu tuổi? Em 18 tuổi ạ. 18 tuổi. Ai cho phép em hát hay như vậy hả? Em không biết ạ. Các bạn trẻ tuổi hợp với đội chị lắm. Rồi em lắng nghe ý kiến của mọi người nhé. Rồi anh nói luôn đi anh. Thôi người bấm đầu tiên đi. Chỉ cần nghe em hát đến câu thứ 3, thứ 4 thôi. Anh rất thích cái dung tự nhiên ấy. Cái dung tự nhiên của em. Dạ. Em... Anh thích cả cái tiếng mà vừa xong của em luôn. Em ơi, em có thể ngừng đong đưa không? Đứng yên để nghe, bình tĩnh nghe. Rồi để đừng đong đưa nữa. Chúng anh theo mệt lắm. Nhá. Đấy, em đừng quá lo lắng. Em hát rất hay. Dạ. Và anh tin chắc rằng cho dù em có về với bất cứ một đội của huấn luyện viên nào thì em cũng sẽ tỏa sáng. Con đường của em phía trước vẫn còn thanh thang lắm. Em mới có 18 tuổi thôi. Và chúng ta còn gặp gỡ nhau Hà Nội rất là nhiều. Em biết em hiểu em nói gì đúng không? Cảm ơn. Em còn thấy, em còn cảm thấy yên không? Vâng. Em đặt cái đế dày lên cho anh xem cái. Có lò xo hay là mút gì không nhỉ? Không ạ. Mà sao nó vẫn không ngừng lung lung đưa, cứ đong đưa như quả lắc. Em hãy bình tĩnh. Em có thể cho tất cả các anh chị đây biết ấy, cái dòng nhạc hoặc cái ca sĩ nào mà em thường hay hát để cho mọi người biết và hiểu hơn về em được không? Tôi là một cậu sinh viên năm nhất khoa kiến trúc của trường đại học xây dựng. Nghe có vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ, nhưng thực ra tôi là một người luôn thiếu tự tin trong cuộc sống. Đứng trước đám đông với tôi nó như là một cơn ác mộng vậy. Vì khi đó sự nhút nhát, thiếu tự tin của tôi được bộc lộ một cách rõ nhất. Những lúc như vậy tôi thường không kiểm soát được bản thân. Đôi chân lúc nào cũng đung đưa sang hai bên, như có người đang điều khiển mình vậy. Nhưng có lẽ đó là một cách trấn an tinh thần hiệu quả. Nó giúp tôi phần nào lấy lại được bình tĩnh. Nếu ai hỏi tôi vậy khi làm gì là tự tin nhất, thì tôi sẽ trả lời ngay là khi hát. Đôi chân buồn đôi mắt không gian vây quanh tôi như quen tôi đang tranh vênh tâm hồn. Em cứ thích bài nào thì em hát được. Được. Được tất vậy. Vậy à, cho anh hỏi thêm một câu nữa rằng trong cái lịch sử mà em thường hay tập hát hay đi hát karaoke, mình đã bao giờ mình hát một cái bài nào của anh cảm thấy vui chưa? À, bài Nắm Lấy Tay Anh ạ. Cảm ơn em. Máu. Thôi. Đây là một tiết mục hay nhất trong ngày hôm nay luôn. Cái gì đấy Tâm? Em bình tĩnh Tâm, cứ để cho em bình tĩnh. Nắm tay em thật chặt, nhớ đông đưa thật đều. Chị biết em rất là bối rối. Để sao là mọi người có thể cười như vậy sau khi mà em chỉ nói một cách đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Chị biết em đang bị sốc và chị biết rằng là em cần một cái gì đó, cần cái gì ấy gọi là nắm cho em thật chặt, đúng không? Em cứ bình tĩnh. Câu hỏi tiếp theo của anh này. Em đã bao giờ hát một bài nào của chị Tâm chưa? Bài Ước Gì ạ? Anh cũng như tất cả mọi người rất muốn nghe em hát một đoạn bài Ước Gì được không? Em có thuộc không? Chị hát chung với em. 2, 3. Ước gì, ước gì, ước gì anh đã phóng lỡ lời. Ước
gì? Ta đừng có giận hơn để giờ đây cô đơn vắng tanh nơi em đã mất anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp anh một lần, anh sẽ nói anh luôn nhớ anh và anh chỉ có anh thôi. Nhảy luôn. Em có biết tại sao mà anh bảo em hát bài ước gì không? Không ạ. Bởi vì anh biết là khi em hát bài ước gì là anh Hưng anh sẽ ra anh chịu ôm chịu tâm và hai người nhảy với nhau. Còn anh là ước gì em ở đây với anh giờ này. Thế là em hiểu với anh rồi. Thôi, không có chồng bạn cái nữa ra đây. Có chứ, bình tĩnh. Giờ quyết định sao? Em muốn ngồi xuống không? Em muốn ngồi xuống không? Ngồi xuống nha. Em. Trời, đi chân sáo vậy nè. Chơi thấy em luôn. Nói chơi chứ bây giờ em quyết định đi, không sao hết. Thôi, không làm mất thời gian của em nữa. Ở trong thâm tâm của em, Thu Phương đâu rồi? Chị Thu Phương còn bấm chọn em luôn. Tôi bỏ chạy rồi, tôi bỏ chạy rồi. Bây giờ nè, chắc chắn là trước khi đi thi, ở trong thâm tâm em đã có một cái lựa chọn đúng không? À, bây giờ em nói luôn một lần cho dễ luôn. Nhưng mà em vẫn nghe cô Thu Phương nói thêm được không? Mệt quá, Phương. Phương đâu rồi Phương ơi? Phương, ra kìa. Em sợ lắm anh ơi, thôi. Sợ? Em sợ cái gì? Sợ nó nhận về đội em à? Đi ra cho cháu nó lời khuyên đấy, bấm cho đã vào là sợ nó nhận vào về đội mình. Nói cái gì nói to lên xem nào chị Phương, chị nói cái gì lại thầm thì cái gì đấy. Chị Phương đã nói là đừng về đội chị, đừng về đội chị. Thật sự mà nói á, vấn đề em hát hay thì chị không có gì rồi, bởi vì khi chị lắng nghe rất là nhiều tất cả những quá trình mà em đã xử lý bài hát và những cái gì em đang có sở hữu đấy, chị quay lại cũng hơi trễ so với mọi người vì chị muốn nghe rất kỹ. Và vừa rồi em hát mấy câu mà ước gì anh ở đây giờ này, ước gì ta đừng có giận hơn, rất là hay, chị thấy hay lắm. Cho nên là chị không ngờ tại sao ba người này lại có thể áp đảo làm cho em mệt mỏi đến như thế. Em hiểu không? Và chị cũng cảm thấy chị sợ luôn, hiểu không? Đó, đến chị mà còn sợ mà chị phải vào sau cái đứng. Ôi trời ơi, xém nó phải hát cái bài mà dưới góc tôi đó ai đang bơ vơ anh. Tại sao bài vừa rồi ba người làm dần dần ghê lắm mà giờ đâu hết rồi? Làm một hồi cũng mệt chứ. Thấy chưa? Em thấy chị sợ hay không? Vất vả lắm. Cái chiêu của chị đó, cái chiêu của chị á, làm cho các đối thủ mệt lả lơi hết rồi. Các đối thủ bắt đầu chán quá, bắt đầu mình một cõi, thấy không? Nếu em về đội chị ấy, chị nghĩ rằng là chị sẽ có thời gian nhiều hơn để nghiên cứu về những thiếu sót đấy, để mà căn chỉnh lại làm sao cho em hoàn hảo. Có thời gian đó đúng không? Cũng không hứa thật nhiều rồi cũng lại thất hứa thật nhiều thì không muốn, hiểu không? Dạ. Cho nên là em chỉ hy vọng là em thông minh và em lựa chọn bài hát hay. Em nên nghĩ xem là mình nên chọn ai với trái tim của mình. Ok, thế thôi, còn chọn ai cũng được. Rồi, thì nhưng mà chị rất là yêu thích đủ hát của em rồi. Ok, chị nói thật là giọng em rất hay. Em cảm ơn ạ. Chị xin lỗi là hồi nãy giờ là mọi người là hơi làm áp lực cho em về cái chuyện ấy. Dạ. Cho nên là mới bị như vậy. Nhưng mà giờ mà nói về bài hát của em, tiết mục của em thì thực sự là em thuyết phục hoàn toàn tất cả mọi người. Chị không nghĩ rằng là cái phong cách của em khi mà quay ra thì em lại thiếu tự tin như vậy. Dạ. Nếu may mắn được huấn luyện viên nào đó lựa chọn thì tôi hy vọng rằng với sự nỗ lực của bản thân cùng với kinh nghiệm dìu dắt chỉ bảo của huấn luyện viên thì sẽ giúp tôi tự tin hơn. Với sự tự tin đó thì tôi có thể truyền tải được cảm xúc và nội dung của bài hát một cách tốt nhất đến với người nghe. Nãy giờ chúng ta đã rất gần gũi với nhau và em là thí sinh duy nhất mà chúng tôi gần gũi đến mức như vậy. Anh nhắc lại, anh là người bấm chuông đầu tiên. Trong cái giọng hát của em thì hoàn toàn rất là tự tin so với cái bề ngoài của em. Cho nên chị nghĩ rằng là em cần phải tự tin hơn nữa. Dạ. Một trong những huấn luyện viên đây sẽ đẩy em lên, làm em cảm thấy là em tự tin hơn thì em sẽ hát còn hay hơn nữa. Chị hy vọng là em sẽ chọn được những người nào mà sẽ làm cho em cảm thấy tự tin nhất và em có thể phát triển tài năng của mình. Dạ. Bây giờ là thời gian của em chọn. Em chọn đi em. Em
Em rất thích cả bốn huấn luyện viên, đặc biệt là anh Tuấn Hưng ạ. Nhưng cả cô Thu Phương, cả chú Đàm Vĩnh Hưng nữa. Nhưng cả chị Mỹ Tâm nữa. Nhưng mà lần này em xin quyết định chọn vào đội chị Mỹ Tâm ạ. Ok, cảm ơn em. Đánh xúc. Rồi, lại đây, mạnh dạn lên. Chúc mừng Phúc nha. Anh phải nói một điều câu cuối cùng thôi. Em bước ra sân khấu, khán giả hay bầu show, không có ai trả tiền cho cái sự nhút nhát hết nha. Phải mạnh dạn lên, đối diện với tất cả mọi người, nhớ không? Nha. Rồi, chúc mừng em. Wow. Chúc mừng em. Ok. Giọng đẹp. Mẹ. Ôi trời. Bắt tay thôi em, không cần ôm.